Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Chagutan Siro được sản xuất tại F.D. Pharma. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Chagutan Siro cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Chagutan Siro Eucalyptol 4mg Tinh dầu gừng 0,3mg Tinh dầu tần 0,2mg Dạng bào chế Siro Viêm họng là bệnh gì? Viêm họng là tình trạng viêm nhiễm niêm mạc họng và hầu. Khi bị bệnh, bạn sẽ cảm thấy đau rát ở cổ họng, đặc biệt là khi nuốt. Thông thường, bệnh sẽ tự khỏi hẳn sau một tuần mà không để lại biến chứng gì. Đối với những trường hợp nặng, bệnh có thể gây viêm amidan. Công dụng và chỉ định của Chagutan Siro Siro ho Chagutan được chỉ định dùng trong các trường hợp sau. Sát trùng đường hô hấp, làm dịu cơn đau họng. Trị các chứng ho Cách dùng và liều dùng của Chagutan Siro. Cách dùng. Sản phẩm dùng đường uống. Liều dùng. Người lớn, mỗi lần 4 gói, ngày uống 3 đến 4 lần. Trẻ em từ 6 đến 12 tuổi, mỗi lần 3 gói, ngày uống 2 đến 4 lần. Trẻ em từ 2 đến 5 tuổi, mỗi lần 2 gói, ngày 3 đến 4 lần. Chống chỉ định của Chagutan Siro. Không dùng trong các trường hợp ho do xuyễn, ho do lao, trẻ em dưới 2 tuổi. Lưu ý khi sử dụng Chagutan Siro. Thận trọng ở người viêm loét dạ dày. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Chagutan Siro, đồng thời biết cách sử dụng Chagutan Siro sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.